Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hentai Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game đó là Dragon City. Và ở đây đang có cái sự kiện, đó chính là với 100 viên game các bạn sẽ mua được cái quả trứng này à. Và cái quả trứng này nó sẽ mang lại cái điều gì đó cho các bạn à. Anh em mua và đập ra đi nha, có gì thì báo mình sau. Hiện tại đó là mình chưa đủ game để mua. Hiện tại em còn có 44 viên game thôi kìa. Thôi hà. Ok, bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đầu tiên là chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ nha. Một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng luôn, cuộc đua Heroic. Và chúng ta sẽ quậy phá một chút xíu với sức mạnh đến từ Titan băng. Titan là một trong những con rất là đẳng cấp luôn. Wow, sức mạnh ghê gớm và có bộ giáp để bảo vệ. Không chỉ đơn giản như vậy, Titan còn mang lại cho chúng ta một cái màu sắc khá là mới mẻ. Đây, giống như con này hệ băng đi. Nguyên một màu hệ băng, một cái màu gọi là lạnh tanh luôn. Nhìn cái màu này là mình thấy nó lạnh ngắt luôn các bạn ơi. Wow. Và để chiến đấu tiếp một trận nữa thì mình phải tốn tới 12 viên game. Thôi thì mình chờ 3 tiếng đi ha. Chứ cái này nó tốn kém quá men à. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ ra đi thu hoạch nha. À, mình cần phải đi thu hoạch ít đây. Chúng ta đi thu hoạch ít thức ăn. Rồi. Và sau đây thì mình sẽ cùng các bạn đến với cái sự kiện cũng không kém phần hấp dẫn này luôn. Wow. Để sở hữu được những em đẳng cấp legend mà không tốn tiền. À, mình xin nhắc lại nha, không tốn tiền. Thì các bạn cứ việc vào đây like mỗi ngày, mỗi tuần hay là đến cái sự kiện của nó thì nó sẽ cho các bạn ra những cái con mới và các bạn chỉ cần like thôi. Cái khu ấp trứng của mình hiện tại đang khá đầy, mình cần phải giải phóng nó bớt. Wow, một cái trứng nó được ra. Rồi, anh em mình lại tiếp tục like. Cái con màu vàng thì mình có rồi. Đây, chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn nha mọi người. Ôi sao kỳ vậy ta, thu hoạch thức ăn mà sao nó không thấp tháp gì hết trơn vậy nè. Nó vẫn vậy. Thôi mình sẽ xài cái bitter nha. Butter chứ, butter bean này và 5 lượt các bạn à. Quá may mắn luôn. Phải nói rằng cái độ may mắn không hề nhẹ. Và mình đã... tốn 3 viên game để bỏ qua. Và đây là cái trứng các bạn à. Wow, cái trứng cấp E luôn. Hôm nay mình sẽ nhận được cái bé yêu nào đây à. Các bạn hãy cùng mình theo dõi nha. Với quả trứng này mở luôn nè. Làm luôn cho nó nóng. Con gì vậy? Xây gì mà xây nhiều vậy? Wow, con này hình như mình có rồi. Ok, có còn hơn không các bạn à. Anh em mình sẽ đi thu hoạch ít vàng nha các bạn. Chúng ta còn phải đi thu hoạch ít vàng để làm nhiệm vụ. Những cái nút đỏ đỏ đã bắt đầu hiện lên rồi. Và sau khi thu hoạch những cái vàng này thì anh em mình sẽ vào cái khu vực đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái con rất là đẹp luôn à. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, mà nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngay cái em này. Đây, Quyền Vương. Một trong những nhân vật của cú đấm thép luôn. Với khả năng đấm đá vô cùng bá đạo. Anh ấy đập là muốn lũng đất luôn. Ồ, vô cùng thú vị. Và bây giờ mình sẽ thử mang các bạn này đi quậy mẻ nhẹ một xíu cho vui nha. Đây rồi, đầu tiên là mình sẽ gặp phải một cái anh bạn. Một cái anh bạn khá là đẳng cấp, gọi là Kỳ Lân. Pha khều nhẹ đến từ bé Titan hệ mộc. Bé này thì cũng nhẹ nhàng thôi à. Mình mua con này với giá là 329.000. Em này dòng giống Titan này thì mua 4 con là các bạn sẽ được tặng 1 con nha. Wow, Kales Tina. Và chúng ta sẽ cũng chụp lực càng lực càng. Một pha phóng điện nhẹ nhàng. Wow, Simon hay còn gọi là Raptoon, một trong những em rồng rất là mạnh mẽ và đẳng cấp.
Ây cha cha, chúng ta sẽ để mình tính toán lại xem nha. À, Quyền Dương hả? Nhưng mà Quyền Dương ra bị người ta dập cái một hả? Hiện tại là Quyền Dương cần phải có một chút xíu gì đó gọi là may mắn để chúng ta có thể gặp những cái em mà vừa phải với khả năng của mình. Ở đây đó thì mình sẽ nhờ đến bé Trâu, nhưng mà nhân vật chính là chú ấy mà. Nhân vật chính là chú ấy cho nên chúng ta buộc phải mang chú ấy ra. Với lượng sát thương đang được tăng gấp đôi thì mình và các bạn sẽ cùng nhau xem thử coi. Không khả quan cho lắm nhỉ. Wow, victory. Trận tiếp theo mình sẽ gẹo một anh bạn level 92 và mọi người hãy cùng nhau xem thử nha. Thành viên công ty. Rồi. Với khả năng đam của bé Câu thì các bạn cứ việc yên tâm luôn. Hiện tại là còn 10-15 hả? Sức mạnh đến từ Quyền Vương thì sao? Hai bàn tay dọng thẳng xuống đất và tạo ra một cái áp suất gọi là áp lực cực kỳ lớn luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nhờ đến Titan nha. Một pha ghẹo chọc nhẹ nha. Thanh Xuân Garcia, bạn ấy đang làm điều gì vậy? Theo mình nghĩ thì chắc có lẽ là bé Trâu của mình sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là cưa cẩm nhẹ nhàng một chút xíu. Sau đó thì Titan hệ mộc của mình sẽ lao ra. Đây, Titan sẽ lao ra và lo lắng, gọi là lo lắng cho tem bạn một chút xíu nè. 42 luôn. Và thành viên Sashi, chúng ta cùng nhau xem thử. Mình có thể hạ được nhưng mà mình sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của đây bé Trâu. Và mọi người ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nha. Đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hoặc là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Wow, hạ gục thành công được Sashi. Và bạn nào mà không nhận được thông báo thì cứ vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ cố định mình sẽ ra những cái tập mới về cái tựa game Dragon City này. Anh em chỉ cần lên YouTube gọi chữ HNT Channel và có thể xem những cái tập mới nhất sẽ xuất hiện ngay sau đó. Còn bây giờ anh em mình sẽ đến với bé Trâu Đá. Nhìn con này giống con trâu quá các bạn ơi, nó ủng ào ủng ỉn mà nó bự nữa. Nhìn nó bự mà bự không phải dạng vừa đâu. Dạng này là bự siêu khủng luôn nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ theo cái sự tính toán nhẹ nhàng của mình đó, thì mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của bé Trâu và sau đó thì sẽ đến với lực đến từ Quyền Vương. Nhưng mà theo mình thấy là Quyền Vương tung chiêu không đủ sức để hạ cái bé này đâu. Nhưng mà lượng sát thương đến từ cái này thì nó là quá lớn. Thôi mình xài nữa thôi. Rồi, với 9979 thì chúng ta sẽ xem thử lượng sát thương đến từ Quyền Vương sẽ đủ hay không nha. Wow, vẫn không đủ. Mặc dù anh bạn Quyền Vương mình rất đẹp trai, rất là mạnh mẽ, nhưng mà lượng sát thương gây ra thì hơi bị bèo như con mèo một chút xíu. Và anh em chúng ta đang đến với pháp sư gọi là phù thủy, đang mặc trong mình một cái set đồ phù thủy màu đen. Không, màu này là màu xanh đen nha, đính chính lại rõ ràng là màu xanh đen. Cho bé này ra lao ra và xử nhẹ nhàng coi nè. Victory. Wow. Aha. Và hiện tại thì cuộc đua Harry các bạn đã đua tới đâu rồi? Có thể comment chia sẻ với HNT cho vui không nè. Bộ giáp của mình đã bị phá hủy bởi cái con trâu mập hay cái sừng chà bá. Wow, 13.000. Lượng sát thương đang được đam đến từ Quyền Vương. Và chúng ta đang mong chờ điều gì đây? 9.800 các bạn à, vẫn không đủ đam để hạ, nhưng mà anh ấy đã mang đến cho chúng ta một cái tập phim khá là hấp dẫn.
Và mọi người thích mình làm về cái em rồng nào hay là thích mình chơi cái tựa game gì, cứ việc comment trực tiếp vào bên dưới video này nha. Mình sẽ review thêm nhiều tựa game mới cho mọi người xem cho vui, để cho chúng ta có thêm nhiều cái gọi là hấp dẫn hay là những cái mới lạ hơn. Chứ chơi một tựa game hoài thì nó cũng hơi ngán ngán ha. Nhưng mà ăn một cái bánh hoài thì nó cũng hơi ngán ngán như vậy. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đến với Titan. Hiện tại thì thành viên Forzen. Wow, khủng long băng hả? Con này chắc còn một hit. Yeah, không thể tin được lượng sức tương đến từ Titan này. Mộc của mình quá là bá đạo. Victory. Vẫn còn đánh được luôn. Anh em mình sẽ ra thu hoạch xíu. À mà khoan, nhiệm vụ nó bắt mình là cho ăn các bạn. Cho ăn mới là cái vấn đề ở đây. Cái vấn đề ở đây là mình còn có 300 thôi. Mình còn vỏn vẹn 300. Chúng ta sẽ kiếm những cái con nào ta đẳng cấp R đi ha. Rồi R, và mình sẽ kiếm những cái con mà level thấp thấp, mình sẽ cho nó ăn. Hoàn thành nhiệm vụ cái đã. 1 bò, 2 bò, 3 bò, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 12, 13, 14, 15 16 mười mấy con luôn rồi đó. Nhiệm vụ của mình gần hoàn thành, tốn 5 viên game cho nó nhanh. Và chúng ta sẽ đến với thu hoạch búp tiếp tục. Đây. Rồi xong nha. Hiện tại mình lên tới level 6 và nó 2. Tính là mình đua gọi là chậm như con rùa luôn. Nó dễ vì nói với mọi người nhiều lần rồi. Vì HNT đó là khi mà làm video mình mới đua cho các bạn xem. Vì nhiều bạn đã comment ý kiến là sao anh level up nhanh vậy hay là cái gì đó. Thì đơn giản thôi, Mình chơi nhiều thì nó sẽ làm vụ nhiều thì nó sẽ nhanh. Còn bây giờ là mình cứ ngày lên làm hai tập thì khoảng chừng mười mấy phút thì level up không thể nào nhanh được, thậm chí là mình thua nhiều bạn luôn ấy. Rồi video đây cũng khá là dài rồi, thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.